Trong DND mình có nên chơi một nhân vật bí mật là kẻ phản diện hay không? Ví dụ như khi mà cả nhóm mạo hiểm giả nhóm chơi với mình đánh một con boss yếu rồi thì nhân vật của mình lật mặt giết tất cả người khác. Đấy là một câu hỏi mà một bạn mới chơi DND đã hỏi mình hôm vừa rồi. Một câu hỏi hoàn toàn chính đáng khi mà chơi một game nhập vai như thế này. Và câu trả lời của mình là có thể chơi một nhân vật như vậy, nhưng phải đảm bảo những người cùng chơi với mình ok với việc đấy. Ngay đến đây mọi người có thể nghĩ nhưng như vậy thì làm hỏng hết sự bất ngờ còn gì nữa Đúng Nhưng khi chơi một game nhập vai như thế này Thì mình nên cẩn thận Tại vì cái làn ranh giữa nhân vật và người chơi nhân vật ngoài đời khá là mỏng manh Cái khoảnh khắc cun ngầu lật mặt mà mình tưởng tượng trong đầu có thể là hoành tráng lắm Nhưng lại gây ra sự khó chịu, cảm giác bị phản bội cho những người cùng chơi Thậm chí là dẫn đến cãi nhau nảy lửa Không phải ai cũng muốn chơi một game Surprise Among mogus. Đó, để tránh được những cái xích mích ngoài đời như vậy Thì mình hoàn toàn có thể hỏi mọi người trước khi tạo nhân vật trước khi chơi là Ê, các ông có ok với việc tôi chơi một nhân vật có một bí mật to lớn và có thể phản bội mọi người hay không? Nếu mọi người bảo ơ, không này không nên thì đừng chơi. Nếu mọi người bảo ok thì mình chơi. Và thậm chí khi mọi người biết như vậy, họ vẫn không biết được cái bí mật to lớn của nhân vật mình là gì này. Cũng không biết được khi nào thì nhân vật mình phản bội này. Nên là tùy vào cách chơi của mình mà vẫn có thể tạo ra những khoảnh khắc hoành tráng và đầy kịch tính đúng không? Chúc mọi người chơi D&D hay những game nhập vai khác vui vẻ cùng những người bạn của mình. Cảm ơn các Patreon của Thiện đã ủng hộ Thiện tiếp tục ra những video như thế này, đặc biệt là Alas, Pika, vị đang ngủ và Bu.